Xin chào các bạn, chào bạn quay trở lại kênh Tuổi Đời Máy Tính. Video này thì tôi hướng dẫn các bạn thực hiện khôi phục cài đặt gốc về trạng thái rút xưởng của con máy Vivo i1s. Vivo i1s, Vivo 2015 nhé. Khi nào thì chúng ta cần thực hiện khôi phục cài đặt gốc? Dù các bạn sử dụng một thời gian dài thì cảm giác thấy máy nó bị lát, bị đơ, rồi ứng dụng rác các kiểu. Bây giờ ta sẽ khôi phục lại về trạng thái xuất xưởng như lúc ban đầu khi các bạn thực hiện khôi phục nhé. Để thực hiện vào khôi phục cài đặt gốc, trước khi thực hiện thì chúng ta sẽ phải sao chép danh bạ, rồi là tin nhắn, cuộc gọi, ảnh, video vân vân vào thẻ nhớ hoặc là copy sang máy tính nhé. Rồi để thực hiện thì chúng ta sẽ vào cài đặt, chúng ta sẽ kéo xuống dưới, chọn phần quản lý hệ thống này, ta sẽ kéo xuống dưới, chọn sao lưu và đặt lại. Rồi bây giờ ta sẽ chọn dòng cuối cùng, xóa sạch mọi dữ liệu, là tất cả sẽ biến mất và trở về trạng thái xuất xưởng ban đầu nhé. Tích vào ô định dạng bộ nhớ điện thoại và ấn xóa ngay. Bây giờ ta vẽ cái mật khẩu màn hình của mình. Nếu bạn không có mật khẩu nó sẽ không vậy. Nó sẽ cho 5 giây cho bạn xác nhận nhé. Rồi ta ấn xác nhận. Bây giờ máy sẽ định dạng xóa đi và khởi động lại về trạng thái xuất xưởng nhé. Các bạn đợi 2-3 phút. Sau khi các bạn đợi 2-3 phút thì máy sẽ hiển thị chào mừng. Ta sẽ bấm vào thiết lập điện thoại. Nếu ta để ý có một cái hình khóa ở đây thì bị tài khoản Google, các bạn xem vui lòng xem bên dưới việc mô tả video có link hướng dẫn xóa tài khoản Google nhé. Tiếp theo, quốc gia Việt Nam. Rồi cái này ấn đồng ý này. Kết nối mạng các bạn có thể bỏ qua. Dịch vụ xem thêm, chấp nhận. Ngày giờ các bạn ấn tiếp theo để mặc định nhé. Mật khẩu các bạn có thể bỏ qua. Tiếp theo, nhập dữ liệu bỏ qua, các bạn có thì các bạn nhập vào. Cái này thì ta nên bỏ qua nhé. Sử dụng ngay. Rồi, vừa rồi là mình vừa hướng dẫn các bạn thực hiện khôi phục cài đặt gốc về trạng thái xuất xưởng của con máy Vivo i1s. Bây giờ máy đã hoàn toàn về trạng thái ban đầu từ lúc khi bạn mua máy đó. Đây. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.